Rồi sáng ngày thứ hai ở Campuchia thì đây mấy anh em ai cũng tươi tỉnh hết rồi. Anh kia đây bây giờ chuẩn bị ăn sáng nha các bạn. Sáng ăn phở. Ủa thấy bún bò hả? Bún bò đúng không? Bún bò phải không anh? Bún bò, bún bò, bún bò ở nhà hàng của anh Ken luôn đó. Xong rồi sẽ qua bên nhà khách để xem xét lại cái hồ hôm qua. Rồi ok anh em ăn. Rồi sáng hôm nay thì sau khi ăn sáng xong mình quay trở lại nhà của khách để kiểm tra hồ, cũng như là mình sẽ làm những chi tiết khác để cho bổ sung cho cái hồ nó ok trước khi bên mình rời Campuchia nha các bạn. Ok anh em ha, đây là buổi sáng nha, đây buổi sáng ở nhà của khách đó. Đủ thì uống hả? Ghê vậy. Nó leo lên xe cắn luôn. Này rồi, như vậy là đây là cái hồ hoàn thiện các bạn ha, đã thả cá xong xuôi hết luôn. Thì tối hôm qua là đã thả cá rồi nhưng mà vì chủ nhà về thành ra là chỉ có mình anh Tâm vô làm việc thôi, thành ra là tụi mình không có được vô đó, thành ra họ hơi khó một tí, thành ra mình không có quay được hôm qua thả cá. Bây giờ mình chỉ quay hoàn thiện, sáng thì mình quay lại, mình quay hoàn thiện cho anh em xem ha. Ok. Đây là bò hổ Bắc Thái, két, ngân long thường, đây, ngân long albino, ở đây là huyết. Ở đây thì chủ thích nuôi từ cá nhỏ lên các bạn, chủ thích nuôi từ cá nhỏ lên. Rồi trong khi mà mấy anh em đang setup ở dưới cho hoàn thiện thì mình tọt lên trên lầu. Đây mình sẽ quay cái hồ trên lầu cho mọi người xem nha. Wow, cái hồ này để ngay vị trí này là lấy ánh sáng rất là đẹp luôn, nhưng mà sẽ rêu đó, sẽ rêu nha anh em. Wow, cái hiệu ứng ánh sáng quá đẹp luôn đó. Hồ này mà không có cẩn thận là chà rêu là mỏi tay luôn á. Trên đây thì cũng có huyết nè, ngân long thường nè, ngân long albino hai bách. Dưới đây là có bò nước, rồi hai cặp két vàng đỏ, một cặp hổ Bắc Thái đó. Tại ở bên Campuchia anh em thì cá nó không có giống như ở Việt Nam mình, cá nó không có nhiều, nó không có đẹp như ở Việt Nam mình, ra là có gì chê đói các bạn, kiểu vậy. Để nuôi phong thủy mà, có nước trong nhà thôi được rồi. Rồi còn đây là cái vàng lọc nha. Vàng lọc thì cũng giống như ở dưới luôn đó, cũng các loại sứ, đá lông vũ, canet, xi mát, bông lọc đen. Ok anh em ha. Rồi từ ở trên cái hồ trên lầu nhìn ra ngoài các bạn thì dưới đây là một cái hồ bơi. Wow, một cái hồ bơi nha. Đó, một cái hồ bơi của chủ nhà. Đây ghế tắm nắng đó. Bên đây là một cái công trình gọi là một cái chỗ để ngồi ăn BBQ đi đó đó. Ok anh em à, đây là cái bếp nè, đây là một cái bếp ngoài trời đó. Đó hồ bơi nha anh em, rất là mát luôn, nhìn rất là mát luôn, nhìn muốn nhảy xuống bơi rồi. Rồi đây trong nhà nha đó. Có một số chỗ không các bạn thì do cái trên cái xe tải nó có nhớt á, nó hơi dơ, lau không ra thì sẽ dặm sơn lại nha các bạn.
dặm lại cho chủ nhà là chủ nhà rất là kỹ luôn, 1% cũng không được, khoảng 100% luôn các bạn. Tương tự thì cái hồ ở phía dưới thì mấy anh em cũng đang chỉnh sửa lại một số những chi tiết nhỏ để hoàn thiện và bàn giao cho khách nha mọi người. Thì trưa hôm nay tụi mình sẽ về lại Sài Gòn luôn. Đó. Bây giờ là đang là 10 giờ rưỡi hơn rồi. Đó, 12 giờ thì tụi mình sẽ về Sài Gòn lại. Dự tới chiều 5-6 giờ là sẽ tới nhà, về tới nhà. Ok, như vậy là hồ ở phía trên đã hoàn thiện rồi ha anh em ha. Đó, mấy anh em đang rút xuống dưới để gấp rút hoàn tất cái hồ bên dưới ha. Thì mình tranh thủ mình quay trên đây cho anh em xem. Đó. Hoàn thiện tới 99,99%. Tại vì gia chủ rất là khó luôn anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mở tủ ra nha. Rồi bên đây. Đó, ok anh em ha. Tuy là mới cái vô nước ngày hôm qua thả cá nhưng mà hôm nay nước đã rất là trong rồi anh em ha. Nước rất là trong luôn. Mới có hôm qua thôi mà hôm nay là đã nước trong rồi anh em. Đó. Chứng tỏ là hiệu quả lọc thô rất là tốt. Ok mọi người, sau 2 ngày lăn lộn ở Campuchia thì hôm nay cũng đã hoàn thành 2 bộ hồ cho gia chủ. Thì anh Tâm ơi, thì cảm nghĩ của anh lúc này như thế nào? Giờ là nhớ nhà rồi đó. Nhớ nhà rồi hả? Rồi anh có hài lòng với 2 bộ hồ này không? Hài lòng. Thì bây giờ là đã hoàn thiện xong 2 bộ hồ thì kế hoạch sắp tới của anh thì đến Tết là có làm gì nữa không? Giờ về giải quyết lại mấy cái đơn còn sót lại ở nhà rồi nghỉ Tết thôi. Rồi ok, anh có còn muốn nói gì với các bạn trên kênh của em nữa không? Rồi về chào khán giả đi. Chào mọi người. Ok. I am the one who always says that you gotta take the chance you can. 'Cause we are one in a million. Tonight's the night we come alive. Rồi ok anh em. Và như vậy là đã hoàn thành 2 bộ hồ rồi anh em ơi. Thì đây đang đi xe về lại để lấy đồ và chuẩn bị khởi hành về Sài Gòn nha anh em ơi. Chuẩn bị Tết rồi. Ok, mấy anh em là 2 ngày qua là đã cố gắng hết sức. So can I get a one dance, 'cause I wanna be the one dancing. I wanna be the one better and stronger and faster. Bottle up and get going, the road is winding up slowly. I wanna be the one better and stronger and faster. The moment's empty.
you do is what I believe is right. Tonight's the night we come alive. To live and to love, you don't need much, you got the pieces. Beyond and above, when you know the single reason, I might do bad things, I agree. But the moment says it's right for me. So can I get a one dance, cause I wanna be the one. Rồi ông anh ông đi xuống mua mấy chai nước, giờ mình tranh thủ mình vô siêu thị ở bên Campuchia mình quay cho mọi người xem nha. Đây, đây là một cái siêu thị nhỏ giống như cửa hàng điện thoại vậy đó các bạn. Bây giờ mọi người chuyển qua xe khách để đi ra cửa khẩu của các bạn. Đó, đây là xe khách đó. Xe khách đi biên giới. The moment says it's right for me.